này này chắc chắn đứa đi, đi chỗ này nhá. Chỗ này đẹp chưa, quá đẹp đúng không? Bộ bồi tre này là cho đứt luôn. Tí nữa về thâu tiếng Quốc, thâu thẻ nhớ sẵn. Cái kia chỉ cắm vào thẻ nhớ là nhận gì? Được. Phút mốt. Quốc này có quốc hẳn đấy. Đây mà có quốc trong này luôn. Quốc này. Nhìn chỗ quốc tao biết chứ. Quốc đây, nó cả họ quốc nó ở đây. Lối này chắc là ít người đi. Ít. Ở đây nó thưa người vang vắng mình nhờ ấy. Có nhiều chim cu gáy với nhiều cua. Nhớ ở đây thật đánh mẹ xem nó có chết không. Cu gáy đây nó có khôn không? Ừ, nhiều lắm cái dạ đà điểu này, mẹ nói đánh chim mà không biết dạ đà điểu thì đừng có nói là đặt đặt đây mà đánh mồi nó dụ được kéo được xa xa về không? Kéo 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 xa về được không? Bật bật mồi lên thì nó tiếp hát tiếng là nó biết ngay mà, tiếng này cũng tình lắm, yêu chim gáy nó tình nha. Hơn cả là ấy mà. Ừ. Đấy, tao ngồi tiết ở trong bụi cỏ kìa, nó chết ngay. À. Sao nó bọc bụi chê này này. Rồi rồi. Cứ cày đây một đỏ đi, còn nếu không tí nữa mà nó cảm thấy nó nguội nguội. Trên kia mà có một cái bãi gần cái chỗ... Bên kia. À? Bên dậy bên kia thì dậy phẳng quá. Đấy, đấy. Cả cái ruộng lạc ruộng ngô còn... Đấy, quánh đấy. Còn chưa trồng. Đấy, vừa cày sới xong. Ừ, đấy mới là đẹp. Có phải cắt tỉa cỏ gì không? Có chứ. Mẹ đất vườn hòa ra đi mẹ đi. Này ông biết cây này là cây gì không? Cây này cái thuốc đấy. Ông bị đường ruột, bị dạ dày, ông về ông đun uống bình thường không? Cái chó. Nó là cái chó hoa tím là gì đâu? Hoa tím. Không, cây này cây học mà nó mọc hoang mà. À mọc hoang cái gì? Có ai trồng đâu. Trồng mẹ nó ra. Không, ở đây thoải mái luôn. Ở đây là cái bãi đất này là cũng không phải thuộc nhà bên kia, người ta bán rồi. Nó bán rồi. Bán rồi. Ngoài nó đổ đất ra ngoài. Tao nhìn này nó ngoài tao đi qua đây mãi rồi chứ. Ừ. Đánh trong chạy trong rồi kìa, vâng. Chạy trong 15 chim rồi. Nó nói cái vùng này không bao giờ nó phép, mày mày nói danh dự còn chỗ đó tao cũng đã lần. Đây là vẫn mang cả lưới cuốc cái gì? À rồi, thế thì tí nữa mẹ răng mẹ cái chỗ cái treo con này kìa. Răng một lối vào cái lối cỏ, cắt cho nó sạch lối, bắt đầu bắt tiếng cuốc là... Nó ập vào. Mà. Nếu mà lạ thì sơ thế. Mắt cái con chim đáng 1 triệu tiền mọc luôn. À thổ mẹ, thổ ui, mẹ. Nhìn nó bồ chim à. Mẹ tiếc nhỉ, tiếc đứt hôm qua mà mẹ về cái thằng bạn nói không dám nói, hôm qua lại đéo đi một mình tao đi với đau chứ. 2 chỗ 18 con chim không được một con nào. Ôi, cuối cùng mẹ 1 giờ chiều mẹ nó xuống con mẹ kéo con lên mắt to tiếc mẹ, hôm qua hầu như đéo cơm được. Vì là có những con nó mà bán khẽ được tiền. Ừ. Bán mọc cũng đã có hàng triệu rồi. Ừ. Vì là chim thổ hay là chim mấy đâu. Ừ. Chim. Đấy mẹ là biết. Chim ra chim thế. Chim nó ra chim luôn chứ không phải là ấy. Mà còn chim nó có thằng đốc này tức. Thằng còn cả bơn. Ừ. Đấy mẹ trong... ấy cũng toàn người chim với nhau, chơi với nhau. Những chim này ấy... Phải là ngắn này. Ngắn này mà mẹ giải đã đủ chết thì chứ nó to quá mà chết rồi. To quá thì mẹ giải xong cái lưới thì tối. Con kia hôm kia là không dám bán rồi là vì hai thằng đánh chung tao. Không thích. Nhưng tính tao mẹ chơi mời đàng hoàng không thì thôi chứ không bao giờ làm ăn cái trò. Vâng. Nó không thích, mẹ bảo mẹ, thí dụ nó về nó nói ngang câu, nó bảo
nếu nó 300 với bán thì vậy là mình bán 200 nó như là ăn mất bớt của nó, tao thích. Đúng rồi. Bán ngay cứ nếu mà mày vậy tao tìm lại không không cần gì tao.